Mớp chào cả nhà mình ạ. Cả nhà mình ơi, đây là cái dòng nấm của mớp trồng sau 10 ngày. Bây giờ nó nở nấm, nó mọc nấm quá chừng luôn nè. Mấy cái nấm nhỏ li ti nè. Dễ thương chưa? Có một số nó bị hư phôi nấm á cả nhà mình. Thì mấy bữa trời mưa, cái mớp lấy cái tấm mũ mớp đậy lại sợ mưa nó ướt á. Nó bị hầm, nó hư mớ phôi. Chứ không thì nó cũng nhiều hơn ha. Rồi nó nằm li chi quá trời luôn nè. Mấy cái phôi trắng trắng đó nữa là nó nở ra nấm như thế này nè cả nhà. Mình đậy rơm, nếu mà càng đậy kỹ thì cái nấm nó càng trắng ha. Còn đậy mà sơ sơ là cái nấm nó đen lại. Mấy cái nấm này có một số nấm bự mình hái được luôn rồi đó, mà nó chưa có hái. Tại vì mốc trồng có ít à, trồng có ít ở nhà ăn chứ không phải trồng bán. Nên là thích ăn những cái nấm nở ra, nó nở dù. Mà mấy cái nấm tròn này là nấu cháo ngon lắm nha. Trời ơi, nó đang nóng cắn một cái bập. Nóng ơi là nóng đi, cái chùm này quá trời nóng luôn nè. Ngay chỗ này là rơm á, rơm mấy phóng á. Nên là nó bù xù vậy, mớp cắt gọn rồi nó vẫn bù xù à. Lúc cần kia là rơm đập, cắt đập á cả nhà. Còn rơm mấy phóng này mới làm thì nó không có được gọn, nó xốp lắm. Nấm mình trồng bằng rơm mấy phóng nè, lúc nhổ nó cũng khó nhổ hơn nữa. Vậy thì xốp, cái chân nó dài á cả nhà. Còn rơm mà cắt đập á, nhổ nấm mê lắm luôn á. Khúc này là rơm cắt đạp này mình bó nó sát á. Ui, nguyên chùm nó trắng tươi luôn kìa. Vậy chứ mà mình đậy rơm mà mỏng mỏng xíu là cái nấm nó đen lại à. Quá trời phôi nấm luôn kìa. Nấy cái phôi này, phôi nấm này nó bị hư nè cả nhà. Nó bị hầm á, mình đậy sợ trời mưa mình đậy lại mà nó bị hầm á, nó bị hư phôi nấm luôn. Khúc này nó bị hư phôi hơi nhiều á. Là mấy cái phôi trắng trắng á, màng màng trắng nó bị hư luôn. Nó không mọc nấm ra được. Wow, khúc này nhiều nè. Video của mớp tới đây thôi nha. Chào tạm biệt cả nhà mình.